Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Đặc biệt mới đây nhất, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 với 6 nhóm giải pháp quan trọng được kỳ vọng là sẽ khơi thông thị trường. Lãi suất tăng cao, nhiều dự án bất động sản vướng mắc pháp lý, dòng tiền trên thị trường bị đứt quãng, sai phạm trong câu chuyện trái phiếu, v.v. đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư rơi vào trạng thái phòng thủ. Giá bất động sản giảm từ 20 đến 30% so với đầu năm 2022. Nhưng rất khó bán, thị trường bất động sản gần như đóng băng. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, một trong những khó khăn lớn cần tháo gỡ đó là tín dụng và pháp lý dự án. Bản thân chủ đầu tư và người mua nhà cần tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý, do đó việc lựa chọn những dự án phù hợp đáp ứng nhu cầu thực của thị trường để hỗ trợ tháo gỡ là điều cấp thiết. Chúng ta cũng cần phải xem xét trong cái việc quản lý chặt chẽ tín dụng đấy vẫn những cái lĩnh vực nào, những cái hoạt động nào cần phải bơm vào để cho nó kích hoạt cái hoạt động kinh tế. Chứ nếu không thì chúng ta cho dừng hẳn và tất cả không hoạt động nữa thì nó sẽ lại làm tê liệt toàn bộ các hoạt động kinh tế và các cái hoạt động xã hội khác. Trước thực trạng này, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà nghị quyết số 33 của chính phủ nêu ra như gỡ vướng thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho các dự án bất động sản, triển khai gói 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, giảm lãi suất, phát triển thị trường trái phiếu, hỗ trợ thị trường và hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản đã mang lại luồng gió mới cho thị trường bất động sản. Chính phủ đã có những giải pháp rất quyết liệt và rất là kịp thời, bắt đúng bệnh, đúng đưa ra giải pháp cũng khá là căn cơ. Khi khoanh vùng giải quyết từng cái vấn đề một, như cả các câu chuyện trái phiếu hay là cái vấn đề là đề xuất ngân hàng các cái giải pháp, các chính sách về việc là giảm cái lãi suất trần huy động cho vay. Bây giờ các cái đợt điều chỉnh gần đây, hai đợt liên tiếp cách nhau rất là gần, không đầy nửa tháng từ ngân hàng nhà nước. Hay các vấn đề là chính phủ rất quyết liệt trong việc là xử lý cái bế tắc ở cái khâu là pháp lý các dự án bất động sản. Nếu như nghị quyết 33 của chính phủ với các nhóm giải pháp mang tính toàn diện căn cơ, thì nghị định số 10 vừa ban hành vào ngày 3 tháng 4 vừa qua tập trung tháo gỡ nút thắt pháp lý cho phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Đây là điểm nghẽn rất lớn của thị trường bất động sản cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Cái chính sách về mà làm sổ cho cái condotel và cái officetel, đặc biệt là cái condotel và các bất động sản nghỉ dưỡng, đó là những cái dòng bất động sản là khá phổ biến tại Đà Nẵng mình. Thì đây là cái cơ hội để mà khơi thông lại cái nguồn vốn từ cái ở cái phân khúc này. Một vấn đề nữa là trong giai đoạn hiện nay, Đà Nẵng mình cũng là một cái điển hình trong cái giai đoạn quý 1 vừa qua, mặc dù là kinh tế của cả nước tăng trưởng thấp, nhưng Đà Nẵng mình là cái mức là nằm ở top đầu và nó cao hơn gấp đôi trung bình chung cả nước. Đó là góp phần để mà tạo cái tiền đề, có thể là tạo niềm tin cho thị trường bất động sản giúp ta là phục hồi từ giai đoạn đấy. Hiện lãi suất đang giảm dần, các địa phương đang đẩy mạnh đầu tư công, chính phủ cũng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Hy vọng với các chính sách giải pháp đang triển khai cùng với diễn tiến của thị trường bất động sản không chỉ từng bước được phục hồi mà còn phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh.